X like pet house. Hi Zo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video mới tiếp theo của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện một video liên quan là cho chó ăn tráng miệng. Ví dụ như ngày buổi trưa nay tôi cho ăn cơm xong, mẹ cho ăn tráng miệng. Và bây giờ tôi lại quyết định là cho chó ăn tráng miệng. Không biết cho chúng nó ăn cái gì thì ngày nó chúng bọn nó thì tôi vừa đi làm về tôi cho chúng nó ăn xong rồi. Và bây giờ tôi sẽ chúng nó ăn tráng miệng bằng khế xem chúng nó có ăn không. Thì để chuẩn bị cho video này thì tôi đã chuẩn bị một giá khế đằng kia. Bây giờ tôi sẽ đi ra tôi lấy khế nhá. Các bạn chờ tôi tí. Đây là những quả khế tôi sẽ chuẩn bị cho bọn chó của tôi ăn ngay bây giờ. Và bây giờ khi cho chúng nó ăn được thì gọt cho chúng nó đấy. Bây giờ tôi sẽ phải gọt trước cho chúng nó. Ngọt lắm. Ngọt lịn luôn. Ok, rổ khế đã gọt xong rồi. Đây, rổ khế gọt xong đây rồi. Bây giờ tôi thử thả chúng nó ra ngoài sân để cho bọn nó ăn xem chúng nó ăn không nhá. Các bạn đoán đi xem chúng nó ăn không nhá. Không biết chúng nó có ăn không nhưng mà cứ thấy cái gì trên tay tôi là chúng nó cứ chồm lên rồi. Bây giờ tôi sẽ thử cho chúng nó ăn, xem chúng nó có ăn khế không nhá. Tơ, từng con một. Yeah. Đây. Cắn vào tay tao rồi. Đây. Ui trời ơi. Nào. Thì ra chúng nó cũng ăn khế các bạn ạ. Nhưng mà mấy con kia nó không ăn mạnh lắm. Cái con mic, cái con mà mình giới thiệu ấy, là con bạm ăn ấy, nó ăn khỏe nhất luôn. Bao nhiêu hết. Nào. Ôi trời ơi. Vâng các bạn ạ. Các bạn đã thấy độ phèo ăn của con mic chưa? Quá phèo ăn luôn. Đây. Bọn này đang thật lại nhưng bây giờ mình nghĩ ra một ý tưởng lấy khế câu chúng nó. Lấy khế câu chúng nó vui. Chờ mình nhá. Cắn câu đã làm xong. Úi dồi ôi, chưa làm xong mà đã bắt cắn câu rồi. Loát cả dây luôn, loát cả dây luôn các bạn ạ.
Nhưng mà nó ngã xỉu. Dây, 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 dây. Dây. Nhả dây, nhả dây, nhả dây. Ăn quá mẹ luôn. Ê. Các bạn nhìn. Sợi dây. Sợi dây nó nhằn đứt luôn. Nó nhai nhát chết luôn. Không thể hiểu nổi được cái con này nó ăn ăn mẹ cỡ nào. Bây giờ còn nốt mấy miếng. Các bạn nhìn kìa, còn nốt mấy miếng này. Đấy, một rổ khế chúng nó ăn còn lần nữa đấy. Một rổ khế mà chúng nó ăn lần này. Ui dồi ôi. Các bạn đã thấy độ phàm ăn chưa? Bạn nhìn tôi rửa chúng nó nhá. Tôi rửa chúng nó, tôi ném xe kia, tôi rửa chúng nó. Này, nhìn đó. Này. Con lu nó cướp được miếng khế kia, bây giờ tôi sẽ cho nó ăn xong, tôi xử nó trách nhau chứ. Còn cái rổ chúng nó ăn nốt rồi. Thôi khế thì cũng hết rồi. Chúng nó ăn xong rồi, xé miệng xong rồi. Mình không nghĩ là chúng nó ăn khế giỏi thế. Mình ăn chưa chắc là được như chúng nó đâu. Tôi ăn, tôi nói thật với các bạn, tôi chỉ ăn nửa quả. Dù khế ngọt mấy quả tôi ăn nửa quả thôi. Tôi cũng khế ăn chán lắm rồi. Nhưng mà chúng nó đây, sơi hết. Mỗi con quả sơi hết. Vâng. Vậy có lẽ là video tôi sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Và hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ tôi có động lực để làm những video tiếp theo. Và có thể để ủng hộ tôi làm những video tiếp theo. Và các bạn cũng sẽ theo dõi được những video mới ra từ kênh X-Life Pet Hub của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.